nhân viên họ đến thì họ đem hỏi bắt phạt đó, thì cái chuyện mà phạt đó thì là cái vấn đề như vậy này. Làm thì chỉ có đội làm ở ngoài thôi chứ không có làm bên trong. Thì họ đưa vào trong họ làm, tại vì ở ngoài nó gió quá đó. Thì đến lúc như vậy, thế là lúc 3 giờ hơn đó thì đi thẩm mỹ đó, nhân viên họ đã ập vào, thì họ lấy cái bằng của cái người chủ đó, lấy đi là 3 tháng, còn phạt người chủ là 20.000, người thợ là 2.000 đô la. Thì cái đó là cái chuyện mà tôi thấy là cũng quá đáng, tại vì thương mại tôi thấy bây giờ rất là khổ cực, khổ cực làm sao. Như ở chợ Đào Tàu hồi trước cách đây mấy tháng thì cái chuyện răng như vậy, tức là không có mở cửa được này kia đó, thì họ bớt cho 50% cái tiền mà thuê đó, mà bây giờ bớt 70% mà cũng đâu có ai mà chịu đựng nổi đâu, tại vì hồi trước ấy, số lượng người ta bán đều hòa, mà bây giờ rất là vắng khách, như là một cái nơi mà nghĩa là không có thành phố, nghĩa là gần như là thành phố hoang rồi đó. Tiệm ăn này kia thì nghĩa là muốn vô mà ăn thì đâu có vô trong ăn được, phải order to go này kia, rồi những cái tiệm mà thương mại lẻ này kia đó thì nghĩa là họ cũng rất là hạn chế cái vấn đề mà tiếp xúc với khách hàng đó. Thì cái vấn đề chung Los Angeles là như vậy đó. Cái dạ. Tiệm nail đó, cái tiệm mà làm tóc đó là của người Việt Nam làm chủ không? Vâng, cái đó là của người Việt Nam làm chủ, vâng, đúng rồi. Dạ, nó thuộc về thành phố Los Angeles hả? Anh có biết cái tên tiệm này không? Thuộc thành phố Los Angeles. Anh có biết tên tiệm rồi không? Anh biết cạnh này đó không? Tên tiệm là người chủ rồi. Không, cái đó thì tôi không có đi vô chi tiết về cái vấn đề đó. Tôi cũng không có nhớ cái chi tiết như vậy. Để cái tin này anh lấy từ đâu vậy? Cái đó nghĩa là người quen người ta cho tôi biết, mà tôi có đến tôi coi rồi, là đúng như vậy đó. À, anh cũng có đến cái tiệm đó hả? Vâng, tôi đến cái tiệm nhưng mà tôi không có nhớ tên. Dạ, mà cái tiệm đó là nó nằm ở trong thành phố Los Angeles. Đúng, nó làm ở trong thành phố Los Angeles. Chắc ở trong khu Chinatown vậy, khu buôn bán vậy. Dạ, khu Chinatown, ở cái khu gọi là Midtown, gần đại học USC á. À, lý do là tại vì chủ nhật mà tại vì làm bên trong phải không? Cái là đem đúng, khách. Đúng, có vậy thôi chứ cũng chẳng có gì hết á. Mà tôi thấy cũng tội nghiệp, bây giờ nói về những cái tiệm nail đó hồi trước cái đây 20-30 năm còn có ăn được, còn bây giờ là thấy rất là tang thương. Nhiều tiệm trả 5.000, 6.000, 10.000 đô la một tháng mà đâu có mở cửa được đâu, mà phải trả tiền nhà đều nếu mà không có trả cái họ đem hỏi xúc tiến cái thủ tục mà đuổi đi, cho họ đâu có ấy đâu. Yeah. Đuổi đi thì cũng chẳng có thuê, khó cho thuê cái thời đại này em, nhưng mà nghĩa là họ làm như vậy để dằn mặt này kia đó mà. Vậy là do nơi giờ có một số tiểu bang ở Mỹ này họ cho làm móng tay bình thường mà. Nhưng mà thì là cách đây khoảng chừng đó là mấy ngày ấy, sau cái vụ mà bà Nancy Pelosi đó bị mà vô rồi đó là không có đeo khẩu trang, thì họ làm ở Mỹ lên thì sau đó như là một ngày đó là mới có cho mở cửa đó, chứ còn như là cái hôm mà bà ấy vô làm là không có được mở cửa, mà bà ấy nói bà hẹn với người ta là cái là hẹn là người người ta làm, nhưng mà cái hôm đó thì đâu có được phép mở cửa, mà cái tiệm đó thì cũng cái bà chủ là cũng cái bằng nó cũng hết hạn là cuối tháng 5 rồi, cho nên nó mở cửa rất là bất hợp pháp. Cái thứ hai nữa thì bây giờ đó bà cũng cổ động là để mọi người giúp đỡ bà ấy để được cái số tiền mà 300.000 đó để bà ấy đi nơi khác, bà ấy tái lập thương mại. Mà hiện tại bây giờ đó theo những cái tin tức mới nhất mà tôi nhận được cách đây mà vài tiếng đồng hồ thì số tiền bà ấy quay quỹ là cũng được nhiều 162.000 đô la rồi đó. Đó là cái bà San Francisco phải không? Đang là cái cô đó, vâng. Dạ, ok.
Rồi bây giờ mình nói vấn đề bầu cử thì bây giờ anh cho biết cái gì anh biết về vấn đề bầu cử và tài chính thì mời anh nói. Thì bây giờ nói về cái vấn đề bầu cử đó thì từ xưa đến nay á, tiền là cái điều quan trọng nhất ở trong chính trị. Mỗi 2 năm chu kỳ á, bầu cử liên bang tại Hoa Kỳ thì các ứng cử viên chi hàng tỷ đô la để phổ biến thành tích của họ, rồi gửi thông điệp ra và chỉ trích đối thủ của mình. Theo ước tính năm 2016, bầu cử tổng thống chi phí 2 tỷ 400 triệu đô la khi chi tiêu của các ứng cử viên và các nhóm lợi ích khác nhau được kết hợp. Và bởi tất cả các tài khoản có được nhiều hơn nữa, ngoại trừ chiến dịch độc đáo của ông Donald Trump mà dựa vào phương tiện truyền thông hơn là trả tiền quảng cáo, tức là những cái đài truyền thanh truyền hình này kia đó, nhiều khi là hỏi đồng tình những cái chính sách của ông Donald Trump hay là của này cái kia thì đâu có phải trả tiền đâu, đâu có phải cái đó là quảng cáo đâu mà cái chính sách người ta phổ biến. Thế đó là một cái số tiền đáng kinh ngạc, lớn hơn so với các nền kinh tế khoảng chục quốc gia trên thế giới trong cùng một năm, bao gồm Lesotho, Bhutan và Belize. Nếu bạn thêm vào chi tiêu của các ứng cử viên cho các văn phòng liên bang khác, thành viên của Hạ viện và Thượng viện, tầm số lên tới là 6 tỷ 500 ngàn triệu. Theo nghiên cứu của nhà khoa học chính trị Jeffrey Albert của Đại học Massachusetts tại Amherst giữa năm 1980 và năm 2012, chi tiêu cho các chiến dịch quốc hội tăng 600% khi điều chỉnh cho lạm phát. Trong cùng thời gian, chi tiêu cho các cuộc đua tổng thống tăng 1.200%, một phần vì chiến dịch chi phí tương đối thấp. Như là ông Donald Trump, ông ấy bỏ ra cái số tiền là đây này, 398 triệu so với 768 triệu của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, tức là Hillary Clinton ở đó bà bỏ ra cái là gần gấp đôi cái số tiền của ông Clinton. Ông Clinton thì 398 triệu mà bà Hillary Clinton là 768 triệu. Chiến dịch tổng thống 2016 là ít tốn kém hơn so với phiên bản năm 2012, nhưng các chuyên gia không mong đợi rằng bất thường để lặp lại cái chuyện này. Hỏi những gì chi tiêu sẽ giống như trong 2020. Giáo sư Candice Nelson là chủ tịch của Sở Chính phủ tại Đại học Mỹ ở Washington đã không bỏ lỡ cơ hội nói rằng năm 2020 sẽ là cuộc đua tổng thống đắt nhất bao giờ, hơn bao giờ hết đó. Bây giờ đó thì Mai Xuân Diệm cũng tường trình rất là kỹ lưỡng về vấn đề đó khi mà đưa những cái chi tiết của ông luật sư Nguyễn Quốc Lân ra. Thì tôi cũng có coi chẳng hạn như là cậu Trần Nhật Phong, cậu phỏng vấn Đăng Quan, rồi cũng đưa vào cái YouTube ngày 28 tháng 8, thì cậu cũng đưa thẳng cho Nam Quan là 1.000 đô la, bảo cái đó là mở hàng cho cái tranh cử của cậu này. Thì cậu Nam Quan cậu nói cậu cần 30.000, thì cậu cũng có làm một cái YouTube là thành trì tị nạn cộng sản Westminster sẽ do toàn con cháu Việt Nam Cộng Hòa và Trump supporter quản trị. Thì nếu mà cậu đắc cử ví dụ như vậy vào trong cái thành phố mà trở thành nghị viên của Westminster thì sẽ có 5 người Việt Nam ở trong đó. Thì thứ nhất là cậu Tạ Đức Tý là thị trưởng, rồi đến cậu Nguyễn Mạnh Trí nghị viên, rồi cô Kimberly Hồ là phó thị trưởng, rồi đến cậu Tài Đỗ, rồi cuối cùng là cậu Nam Quan thì sẽ cô thay thế Sergio Cancellara đó, thì phí tổn mà tranh cử đó. Đây, cái cộng đồng ở Nam Bắc Cali thì nó có cuối tuần vừa qua thì nó có cái cuộc
về chính trị mà nó sôi nổi là cái ông phó chủ tịch đảng Dân Chủ mà ổng qua biên vô cái Facebook ổng ca ngợi cái công trạng và cái tài đức của ông Hồ Chí Minh đó, thì bây giờ theo tôi được biết thì ông có từ chức rồi vì cái vấn đề mà ông nói tầm bậy tầm bạ như vậy á. Thì Việt Nam có câu là cái miệng là làm hại cái thân, thì cũng như là ông Gavin Newsom mà tôi nghĩ đó, ví dụ như ông im miệng, ông không có nói tầm bậy tầm bạ, nói vào đấy là cái coronavirus phát xuất từ tiệm nào ở phía bắc California. Nếu mà ông không nói như vậy thì người ta đâu có chống đối ông như bây giờ đâu, mà nghĩa là người ta chống đối vì rất nhiều lý do chứ không phải là vì riêng về cái lý do đó đâu. Bây giờ để tôi nói về vấn đề mà ông Gavin Newsom mà đó, thì bây giờ có cái chuyện mà xuất thế ông mà lần trước hai lần xuất thế là cũng không được rồi. Bây giờ tôi nói về vấn đề xuất thế ông, để xuất thế thống đốc California Gavin Newsom dựa trên đơn ao cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2018, thì những người ủng hộ cần phải chuyển trong 2 triệu ký nghiện để sản lượng sau khi xác minh chữ ký địa chỉ tình trạng đăng ký loại bỏ các bản sao một số làm 1.495.709 kiến nghị xác nhận. Với sức mạnh của Internet và phương tiện truyền thông xã hội, câu trả lời chắc chắn là có thể tìm thấy 2 triệu cử tri sẵn sàng và có thể ký một đơn yêu cầu xuất phế ông hay không. Newsom tham gia chiến dịch gọi là Gavin 2020 nghiêm trọng hơn hàng ngàn thành viên Eli thiết lập bảo thủ của California. Những người vẫn còn hoài nghi xung quanh kiến nghị gọi lại, tức là recall ông Gavin Newsom thời gian đã không có một chuyên viên chính trị nào ở California thấy cái chuyện mà chắc chắn hay không chắc chắn, nhưng mà những người tin rằng nỗ lực hiện tại để recall ông Gavin Newsom sẽ thành công đó, người ta nhấn mạnh là sẽ thành công với kiến nghị được chấp thuận cho lưu thông và hạn chót ngày 17 tháng 11 năm 2020, thu hồi tình nguyện viên chiến dịch đang cố gắng để thách thức cái đà của lịch sử. Để nhớ lại một thống đốc California ngày hôm nay dựa trên cái thơ nào cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2018, những người ủng hộ cần phải chuyển 2 triệu ký nghiện kiến nghị để sản lượng sau khi xác minh chữ ký địa chỉ tình trạng đăng ký loại bỏ bản sao một tổng số rằm 1.495.709 kiến nghị xác nhận. Tôi đã có nói rồi nhưng mà tôi nói lại để nhấn mạnh đó. Nếu không có hàng triệu để trả cái những cái người mà lấy chữ ký chuyên nghiệp, điều này được thấy là khó thực hiện, ngoại trừ nó không phải là không thể, không phải với sức mạnh của Internet và phương tiện truyền thông xã hội, người hoài nghi nên xem xét lại là chỉ có 2 yếu tố. Thứ nhất là có hơn 2 triệu cử tri California sẽ ký một đơn bãi nhiệm hay không. Câu trả lời cho câu hỏi đó chắc chắn là có. Câu hỏi thứ hai là thêm vào điểm các chiến dịch vừa có thể tìm thấy 2 triệu cử tri ở California sẵn sàng và có thể ký vào một đơn yêu cầu recall hay không. Chấm hỏi. Nhưng mà bây giờ anh có biết là này, bây giờ anh có biết bây giờ là mình được mà được có bao nhiêu chữ ký chưa? Theo tôi biết á, tôi không có chắc chắn đâu, nhưng mà bây giờ cũng có cả trăm ngàn chữ ký rồi đó, theo tôi biết á. Thì nhưng mà từ từ cái số mà chữ ký sẽ được phổ biến, mà hiện tại bây giờ tôi thấy là có hàng trăm ngàn cái chữ ký rồi đó. Cái thời hạn chốt để mà lấy chữ ký là tới bao nhiêu lâu? Cho tới tháng 11 đó, thì để tôi nói lại thế này này. Xung quanh cái kiến nghị xuất thế được tổng trưởng nội vụ California Alex Dula phê duyệt, Newsom đã công bố một báo cáo chính thức để trả lời. Ông có cảnh báo như này này:
nỗ lực này đó, tức là xuất thế ông ạ, phải làm trên California, chi phí 81 triệu đô la, nhóm cực đoan chính trị hỗ trợ các cuộc tấn công hận thù của Tổng thống Trump, xúc tiến cái này. Cái đó là lời của ông Gavin Newsom ông nói. Thế bây giờ mình tiếp tục với cái vấn đề mà anh hỏi cái vấn đề thời gian này, thì tôi nói chi tiết rõ ràng này này. Một nỗ lực để chất thế Tổng thống California Gavin Newsom được đưa ra đó vào ngày 10 tháng 6 năm 2020. Những người ủng hộ việc thu hồi có tới 160 ngày, không có muộn hơn, không có trễ hơn ngày 17 tháng 11 năm 2012, thì nhận được chữ ký 1.495.709 chữ ký cần thiết để yêu cầu một cuộc recall. Hai kiến nghị trước thế trước đó trong năm 2020 đã thất bại. Thì bây giờ tôi nói thêm này nhé. Những người ủng hộ nhớ lại chỉ trích Newsom qua phản ứng của ông đối với đại dịch gây tăng thuế, tỷ lệ vô gia cư, chính sách của thành phố về nơi thờ phượng, tức là cấm công đi tụ họp ở nhà thờ ở chùa này kia, rồi đình chỉ án tử hình, hợp lý hóa việc sử dụng nước cũng như hạn chế quyền của phụ huynh. Ở Newsom được bầu làm thống đốc California trong 2018 với 61.9% phiếu bầu. Trước cuộc bầu cử 2018, Jerry Brown phục vụ là thống đốc từ năm 2011 đến 2019. Kể từ năm 1911 đã có 51 nỗ lực để recall, tức là truất thế thống đốc California. Các chiến dịch gọi lại, tức là recall đó, thì thành công vào năm 2003 khi cựu thống đốc California Gray Davis bị truất thế và ông Arnold Schwarzenegger lên thay Gray Davis. À, còn cái vấn đề mà ở Nam Cali đó thì có một ứng cử viên của Hạ viện tiểu bang California là cô Thu Hà Nguyễn đó, thì cổ cùng một cái nhóm dân cử người Việt mà đi ra làm một cái quảng cáo để mà ủng hộ ông Joe Biden đó, thì anh nghĩ là như thế nào? Tôi nghĩ là nếu mà cô làm như vậy đó, tôi không có theo dõi sát cái đó, thì thế đó là cái kiến thức mới đây. Chứ nếu mà cô làm như vậy thì tôi nghĩ là cô không có phải là con người khôn ngoan, tại vì bây giờ cô đang ở cái vị trí như là được người ta ủng hộ. Hồi trước là có mấy người ra, chẳng hạn như là ông cậu Tyler Diệp này, rồi cô Janet Nguyễn, rồi cô Thu Hà này, thì cậu Tyler Diệp bị loạn đài tại vì cô Janet Nguyễn là về thứ nhất, cô Thu Hà về thứ hai, rồi đến tháng 11 thì ra tranh cử. Thì cô Thu Hà thì cô là con của một HO mà theo tôi nhớ lại thì cô cũng nói là cái hồi mà cô mấy tuổi cô cũng bị vượt biên, bị Việt Cộng nó nhốt ở kia đó. Mà bây giờ đó cô làm như vậy, bảo ủng hộ cái ông mà Biden với lại bà Kamala Harris, thì tôi nghĩ là cái chiều hướng của mình bây giờ đó là người ta ủng hộ ông Donald Trump, tại vì ông Biden ông bị rất nhiều chỉ trích, mấy chục năm ông làm nghị sĩ rồi ông đâu có giúp đỡ gì được cho dân đâu, mà nghĩa là cái chuyện mà ông năm 1975 là ông chống lại, không có cho người Việt Nam mà vô Mỹ này kia đó, rồi có những cái YouTube mà bảo chữa cho ông ấy, chẳng hạn như là ông Nguyễn Quốc Khải đó, thì những cái tin tức của ông Nguyễn Quốc Khải là không có chính xác, ông Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn này kia thì ông ấy nói là không có chính xác. Tôi có phân tích rồi tôi có chuyển cho mọi người đó, thì cứ bào chữa cho cái ông Joe Biden mà cái chuyện đó là không có đúng. Những cái chuyện mà bào chữa ông ấy nói và ông ấy không có chống lại người Việt Nam này kia đó, cái đó là cái chuyện có lâu rồi, mấy chục năm rồi. Nếu mà thật sự mà ông Joe Biden nó bị oan uổng thì ông mở miệng ông nói, ông bảo tôi đâu có như vậy đâu, tôi không có ủng hộ, là không có chống lại người Việt Nam, nói như vậy là xong xuôi rồi, chứ đâu có phải nghĩa là người khác nói cho mình mà mình không có dám mở miệng nó nói đâu.
cái đầu óc của ông ấy bây giờ đó thì cũng biết là lẫn lộn lắm rồi. Ông ấy nói trong cái cuộc phỏng vấn là ông chống lại Joe Biden, thì cái đó là trong cái chương trình mà ông nói thì nghĩa là bây giờ cái lần đầu óc cũng lẫn lộn rồi, ông ấy nói giúp chút xèn như vậy thì đại khái như vậy thôi. Thì nói cái chuyện mà nghĩa là nói lẫn lộn là thì nhiều khi người ta không có theo cái bản văn mà thảo luận nói, thì lại cái chuyện mà neo này kia đó thì cái bà Nancy Pelosi đó là bà ấy cũng lỗi của bà ấy. Ê, chứ bây giờ bà ấy nói là tôi vô hẹn đó là người người một với nhau, tức là người làm tóc là với tôi rồi tôi hẹn với bà chủ rồi, thế là bà chủ nói người thợ làm này kia. Thì bà ấy biết là cái chuyện là cái chuyện mà mở cửa hay đóng cửa này kia là bà ấy có những cái chi tiết như vậy, mà bà ấy biết là cái chuyện mà không có được mở cửa mà bà đến bà làm như vậy thì tiếng Việt Nam gọi là làm chui đó, thì cái đó bà pháp luật thì bây giờ là mọi nơi trên thế giới họ chỉ trích bà ấy rất là dữ tợn đó. Thì đó là cái chuyện mà ý kiến riêng của tôi. Vậy bên Texas thì ông Hubert Vỏ là ông là hạ nghị viện của tiểu bang Texas, là ông làm là 8 nhiệm kỳ. Ông có một cái shopping từ trước, là cái shopping đó là shopping chết rồi, là ông là cho cái cộng đồng ở bên đó là một cái khoản đất để mà xây dựng cái kỳ đài Việt Nam Cộng Hòa, và ông ký cái thỏa thuận là 99 năm. Thì những cái cuộc vận động tranh cử bình thường hồi xưa thì không có gì hết, nhưng mà đến cái tuần vừa qua đó thì có cái người đối thủ của ổng đi ra tranh cử cái chức vụ ổng đang giữ, thì họ đi ra đó, họ ngay cái kỳ đài đó thì họ có quay video, và đồng thời ổng sau khi đó là ổng chấp các thường thường là cái cộng đồng mình tới đó để mà thắp nhang làm lễ hàng tuần đó, thì ổng kêu cảnh sát tới để mà không cho những người đó vô, vì lý do những cái người đó đi vô là có những cái khẩu hiệu là ủng hộ tổng thống Trump. Thì ổng là đảng Dân Chủ thì ổng làm những cái việc mà ông đã cho rồi, nhưng mà bây giờ ổng lại được có cái quyền là ổng cấm những người nào mà đối lập mà ổng không thích không có cho vô, là ổng kêu cảnh sát tới để mà giữ an ninh trật tự đó, làm khó dễ những người đi vô, thì anh suy nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ cái chuyện ông làm là cái chuyện tầm bậy tầm bạ, ông là con người không có khôn ngoan mới làm như vậy. Anh em ở bên Texas những cựu quân nhân này kia rồi anh em cảnh sát này thì cũng có liên lạc với tôi nhiều, bảo tôi lên tiếng về cái vấn đề đó, nhưng mà tôi ở bên California mà tôi không có phỏng vấn được anh em trực tiếp phỏng vấn thì tôi đâu có nói gì được. Thì những cái tin tức mà anh em chuyển đi đó là như là anh Mai Xuân Viên vừa nói thì tôi cũng có chuyển cho mọi nơi trên thế giới à, mà anh em ở đó cũng than phiền với cái ông này lắm, bảo rằng cho người ta 99 năm mà từ trước đến giờ mà chào cờ đó đâu có sao, mà bây giờ nghĩa là ông là đảng Dân Chủ còn ông Trump là đảng Cộng Hòa, bây giờ chống lại mà làm như vậy thì cũng rất là ngây ngô, không có phải là con người nghĩa là khôn ngoan gì đâu. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà làm nhục nhã cho mình, hay là cái cô mà Stephanie Murphy này kia ở trong cái nhóm mà Dân Chủ mà ủng hộ Joe Biden này kia, theo như tôi thấy với mấy người khác nữa, thì tôi nghĩ họ cũng không có khôn ngoan. Tại vì tôi thấy cái chiều hướng này đó thì ông Joe Biden là ông không có đắc cử đâu. Cái đó là tôi nhận xét với lại tôi phân tích những cái chi tiết về lịch sử, với lại bây giờ có một cái ông là ông ấy tên là Alan Lichtman, ông là giáo sư đại học đó, thì ông cứ nói là phân tích 13 chi tiết đó thì nghĩa là ông Trump được có 4 cái chi tiết nổ thôi, còn 6 cái chi tiết kia là ông Biden thắng thế, cho nên ông Biden sẽ đắc cử này kia. Đó thì nói như vậy là cái chuyện mà một mình ông nói thôi, chứ còn nữa là những cái người mà hiểu biết này kia họ đâu có nói như vậy đâu. Những cái người từ người tiên tri ở bên Ấn Độ cho những cái người mà nghĩa là phân tích về về chính trị này kia đều nói là ông Donald Trump đắc đắc cử, mà cái đó là tôi có nói rồi ở trong cái cuộc phỏng vấn của cậu Joe Vinh, chồng của cái cô mà Dina Nguyễn mà giám đốc thì không đó, với mấy người khác phỏng vấn tôi thì tôi cũng có nói, hay là anh phân tích cái chiều hướng chính trị là mình biết đó, thì tôi thưa với anh như vậy đó. Thì tôi thấy rõ ràng là ông Trump sẽ đắc cử
cái chuyện này đó. À, thì mình xin hỏi anh là ví dụ như là cái cô Thu Hà đó mà cô ủng hộ ông Joe Biden, thì cái cộng đồng Việt Nam mình ở vùng Nam Cali đó có thể là tiếp tục ủng hộ không của cổ, hay là họ sẽ giảm bớt cái sự ủng hộ? Tôi nghĩ là cô sẽ bị giảm bớt cái sự ủng hộ mạnh mẽ, mà nếu mà cô ủng hộ ông Joe Biden thì cái cô mà Jen Anh Nguyễn, tôi mới muốn định vợ thì cô Jen Anh Nguyễn hay gì đó thì cô sẽ đắc cử đó, chứ không phải không đâu. Mà tôi thì nghĩa là bao nhiêu người nghĩa là nói với tôi là ủng hộ cô Thu Hà hồi mới đầu á, sau khi mà cô về hàng nhì đó, cô Jen Anh Nguyễn về hàng nhất, cô về hàng nhì đó, thì nhiều anh em tiên đoán là nếu mà cô cứ theo cái chiều hướng này đi thì cô sẽ đắc cử. Nhưng mà tôi kể mỗi người có một ý, chứ bây giờ tôi có đâu có thể gọi điện thoại cô cháu đừng có làm cái này, cháu đừng có làm cái kia này kia. Cái chuyện đó là chuyện của người ta, chứ tôi đâu có nói người ta làm mà không làm cái này không làm kia được. Tôi thấy những cái chuyện thì có hại cho người ta đó, mà cái là liên tiếp mà có hại đó, chẳng hạn như cái cậu mà Bùi Phát đó, cậu làm tầm bậy tầm bạ, bao nhiêu cái chuyện mà tầm bậy tầm bạ là tôi có nói ra hết. Từ cái chuyện mà nghĩa là cậu đem cậu nói là cậu sẽ tổ chức diễn hành Tết vào ngày mùng 2 Tết ở Garden Grove, rồi có ba người lính nhảy dù sẽ nhảy từ thăng ra này kia, đâu có cái chuyện đó. Anh em nhảy dù nói với tôi nói tầm bậy tầm bạ, làm gì mà cái chuyện mà nhảy xuống khán đài mà ba người như vậy, bảo hiểm mỗi người $1,000,000 đó, mà nghĩa là có bảo hiểm nổi hay không, hay là người ta có cho cái bảo hiểm đó để nhảy như vậy hay không, để nói tầm bậy tầm bạ này kia. Mình nghĩ cái gì mình nói cái đó. Rồi nghĩa là cái chuyện mà tôi xin lỗi, nói cái chuyện này rất là quan trọng cho cái cuộc đời mà thánh trị của cậu á. Tôi hỏi rằng cái ông mà Tạ Đức Trí, cậu Tạ Đức Trí cho cái bằng ban khen cho Ngô Thanh Vân, rồi sau đó là cậu này cậu họp ở ngân ngang này kia bảo rằng đấy là cậu Tạ Đức Trí xin lỗi cộng đồng một tiếng thì tạo cộng đồng dễ tha thứ này kia. Những cái chuyện mà cái thằng Bùi Phát tôi nói xin lỗi trên từ ngữ, tôi không chịu trách nhiệm với chuyện này, anh cứ để vậy thì anh không có cảnh sát, tôi chịu trách nhiệm 100%. Nó nói như vậy, nó ngồi với lại đại sứ Đức Tổng hay là cái chuyện mà phổ biến nói là nó bán đất cho cái cộng này kia đó, đó cái chuyện đó tôi có nói ở trên cái chỗ mà đài truyền hình của cậu đến cái phó tổng giám đốc Việt Mỹ Television với lại cả ông cậu Châu Đức Bình, tôi nói rằng như vậy, cái chuyện đó nó không có đưa ra, mà nghĩa là nó cứ đem một cái chuyện mà cậu Tạ Đức Trí đưa cái bằng bán khen cho Ngô Thanh Vân, nó đưa ra nó nghênh ngang để làm, nó nghĩa là thì ai đây đắc thắng rồi đó, rồi đưa cái ông Phạm Hoàn ra này, ông Phạm Hoàn nó mới nói là tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa có được nhảy lệnh giải ngũ, mà bây giờ nhìn lại cái số phận của nó coi nó có làm cái gì được đâu. Tôi có ra cái hôm mà nghị trường ở Westminster 19/6, tôi có chỉ mặt cậu Tài Đỗ nói là cái nó mới cậu Tài Đỗ với lại cái thằng Bùi Phát là cái đứa phá hoại thôi, tôi nói như vậy đó. Tôi nói trước mặt bao nhiêu người mà cái truyền thanh truyền hình của Việt Cộng với coi nó cũng chiếu lại cái khúc mà tôi nói. Tôi nói là xác đáng, chứ tôi không có nói tầm bậy tầm bạ ai hết á. Dạ. Cảm ơn anh Mai Xuân Viên. Dạ bây giờ mình hỏi á, xin hỏi anh cho ý kiến cái này, thì anh muốn trả lời hay không thì đó ý kiến anh. Ví dụ như là cái ông mà phó, cái ông phó chủ tịch đảng Dân Chủ thì ông không phải là dân cử, ông chỉ là phó chủ tịch đảng trong nội bộ đảng thôi, ở quận Cam đó, thì ông ca ngợi Hồ Chí Minh, thì có cộng đồng phản đối rất là mạnh mẽ, kể cả những viên chức mà đã làm ở trong giống như là nghị viên hoặc là dân biểu tiểu bang đó, kêu gọi ông tổ chức từ chức cả hai đảng cộng hòa, và cái cộng đồng Việt Nam mình nó phản ứng khắp nơi trên thế giới đều biết hết và phản đối rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên ông Tài Đỗ thì ông bỏ vô cái Facebook cũng giống như ông kia thôi, ông đổi tên là thành phố Westminster là thành phố Hồ Chí Minh, mà tại sao mà là cái cộng đồng Việt Nam mình bây giờ im ru, mà trong lúc ông ra tranh ghế ba cái ghế, mà ông đang ngồi một ghế rồi ông tranh ba cái ghế nữa là bốn ghế, là như thế nào mà cộng đồng Việt Nam mình im ru như vậy, không có cái sự phản đối giống như là các phó chủ tịch đảng Dân Chủ? Vâng, bây giờ tôi xin trả lời cái này, tại sao mà người ta không có nhắc lại cái chuyện mà cậu Tài Đỗ nói là bây giờ cái thành phố Westminster, cái hồi đó cũng cách đây chỉ một năm là tôi có ra cái tòa thị chính ở Los Angeles số 19/6, 19/5 tôi có nói về vấn đề đó.
thì tôi có nói như vậy là tầm bậy tầm bạ này kia đó, rồi là cậu tài đỗ hăm dọa là cậu Ngô Đình Lượng là ai Google after you này kia, cứ nói là nếu mà được đó thì được tôi đi, tôi cũng được, tôi nói có việc thì được tôi đi, chứ còn nữa là Ngô Đình Lượng cậu ấy nói về tôi chứ đâu có cái gì đâu mà ấy mà những cái chuyện mà cậu tài đỗ cậu làm mà bây giờ nó là nó đi vào chỉ dĩ vãng rồi, dĩ vãng là như thế nào bây giờ cứ lặp đi lặp lại cái chuyện ra ngoài cũng chẳng có giải quyết được cái gì hết, cái chuyện quá khứ rồi. Bây giờ nói cái chuyện mà ông phó chủ tịch đảng dân chủ gì đó ở Orange County mà nói tầm bậy tầm bạ như vậy, thứ nhất là con người cũng không có khôn ngoan, nó không có hiểu biết về lịch sử Việt Nam. Cái thứ hai nữa, cái này là có thể thôi chứ không phải ấy đâu, là ông ấy bị người ta vô chuộc à, cứ nói như vậy đi, chúng tôi ủng hộ ông này kia, có những cái thế lực ngấm ngầm đằng sau làm sao mình biết được. Còn về cái chuyện mà ông không hiểu biết về lịch sử của mình, có thể là ông không hiểu biết chính chắn, cho nên ông mới nói tầm bậy tầm bạ như vậy. Cái đó là cái ý kiến riêng của tôi, chứ còn nội bộ làm sao tôi biết được, tôi đâu có đi sát với ông ấy mà. Tôi biết chắc chắn là ông ấy nói như vậy là tại sao ông nói như vậy, không có. Còn về cái chuyện mà cậu tài đỗ người ta không có nói, thì cái chuyện mà cậu ấy nói bảo bây giờ Westminster trở thành thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì cái đó là cái chuyện mà quá khứ rồi, người ta không có nhắc lại nữa, mà nhắc đi nhắc lại rồi đó nhiều lần là rồi. Thì tôi luôn luôn ủng hộ quý vị, nếu mà quý vị cần cái gì á mà với cái khả năng của tôi mà cái theo cái chiều hướng phục vụ cả cộng đồng, cứ gọi điện thoại cho tôi, số điện thoại của tôi là area code 213-361-7929, thì tôi sẵn lòng để là hỗ trợ quý vị mà những cái gì mà quý vị tâm sự